chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30 km. Không mất quá nhiều thời gian để du khách đến bảo tàng trà Long Đỉnh. Vùng cầu đất này là vùng cái nôi của trà. Khi người Pháp đã đặt chân tới đây, từ năm 1927 họ đã tìm được vùng đất này và họ đã mang những cây trà đầu tiên qua đây để đặt lên cái sở trà cầu đất. Được xây dựng trên diện tích khoảng 3,4 hectare, giữa không gian núi rừng, bảo tàng trà Long Đỉnh kể cho người xem những câu chuyện cổ xưa, nơi có những gốc trà cổ hàng trăm năm tuổi, những giai thoại của ông tổ ngành trà. Ở đây du khách nhìn thấy những nông cụ quen thuộc gắn với nghề trà xưa như rổ nan tre hái trà, lồng sấy trà, máy ủ trà. Khi đi tham quan tìm hiểu về cái trải nghiệm về cái nét đẹp mà văn hóa trà thì chú thấy nơi đây là thật là bình yên và có nhiều cái nét độc đáo. Ở đây du khách còn được tìm hiểu về cách phân biệt những lá trà nổi tiếng trên thế giới như trà Phổ Nhĩ, San Tuyết hay lá trà xanh giống mới Nhật Bản. Đây là một nơi mà sẽ có rất nhiều những cái cổ vật và đầy đủ các cái tư liệu để giới thiệu về lịch sử trà Việt Nam cũng như là toàn thế giới. Đó thì mình nghĩ đến một trong các điểm mấu chốt và chưa đâu có được. Nếu mọi người đã quen với văn hóa thưởng trà thì ẩm thực từ trà là sản phẩm mới mẻ thu hút du khách. Những đọt trà xanh, một búp hai lá, gần 10 món ăn từ trà đã được đầu bếp sáng tạo, chế biến và giới thiệu. Nguyên liệu có thể là lá trà tươi, bột trà xanh, trà sấy khô hay thậm chí là nước trà. Mỗi nguyên liệu kết hợp với mỗi loại thực phẩm lại cho ra một hương vị khác nhau. Nga thích cái bánh này, tại vì cái mùi của cái bánh này á, nó vẫn giữ được cái độ cứng của cái thạch này, nhưng mà cái mùi của cái trà á, nó rất là hay. Và thậm chí là mình chưa bao giờ ăn món tôm với trà như thế này, thì mình thấy rất là lạ. Nó có cái vị thơm thơm, thanh thanh của trà nên là cảm thấy rất là thú vị. Những thức uống từ trà gắn bó với người Việt hàng trăm năm nay. Nhưng những giá trị của trà trong ẩm thực vẫn đang chờ mọi người khám phá. Thông qua những hoạt động, những vật dụng hay món ăn từ trà, du khách hiểu hơn về văn hóa trà, về cách người nông dân làm ra những lá trà như thế nào. Từ đó yêu hơn nghề trồng và chế biến trà của Việt Nam.